nhạc được xem là một thành tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách con người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Nhưng hiện nay, âm nhạc cho thiếu nhi đang đối mặt với thực trạng đáng buồn là có rất ít bài hát mới và hay về thiếu nhi. Mỗi khi đề cập đến thực trạng âm nhạc cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, nhiều nhạc sĩ, nhà giáo lại có chung một nhận xét vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa là những bài hát có chất lượng trung bình, nhưng lại quá thiếu những bài hát thiếu nhi mới hay phù hợp với giai đoạn hiện nay, có thể sống được trong lòng công chúng. Những năm gần đây, tại nhiều sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi, ngày càng xuất hiện nhiều trẻ em hát những ca khúc của người lớn không phù hợp với lứa tuổi. Nhiều khán giả, nhiều phụ huynh, nhạc sĩ cảm thấy buồn và không khỏi lo lắng. Trên thực tế, viết nhạc cho thiếu nhi rất khó, rất cần những nhạc sĩ có tầm và có tâm. Ở thời nào cũng vậy, âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Âm nhạc cho thiếu nhi lại càng quan trọng vì nó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để bàn luận thêm về vấn đề này thì chúng tôi mời đến đây nhạc sĩ Hoàng Trọng, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin chào ông ạ. Vâng, thưa nhạc sĩ Hoàng Trọng, được biết là trước khi nghỉ hưu thì ông công tác làm giám đốc của Cung Thiếu Nhi Hà Đông. Vậy thì chắc chắn là ông có nhiều bài hát về thiếu nhi cũng như là tâm huyết với nhạc thiếu nhi. Hiện nay thì các ca khúc thiếu nhi như ông vừa chia sẻ là rất là thiếu, và thường thường thì bây giờ các bạn nhỏ thì vẫn hát lại những cái bài từ ngày xưa các nhạc sĩ đã sáng tác. Vậy tại sao lại thiếu những cái ca khúc như thế? Và tại sao những nhạc sĩ mà lớn tuổi rồi lại còn viết về thiếu nhi hay hơn cả những người mà trẻ tuổi gần với cái tuổi đấy? Câu hỏi này rất đúng với thực tế, nhưng là rất khó cho cái sự trả lời. Mình vẫn nói bây giờ thế này, hôm qua trao đổi với anh em trong chuyên môn thế thôi. Thiếu nhi bây giờ trong các học đường, cũng như cái thế hệ trẻ bây giờ, các em không thuộc nhiều bài hát như cái thế hệ thiếu nhi về trước, những năm trước. Chủ yếu bây giờ trên đường đi học, nghe tai nghe, nghe nhạc ngoại, nghe nhạc Hàn Quốc, rồi thì là bây giờ gọi để thành lập một cái đội ca khúc chẳng hạn, con hát một bài như thế này, cũng chẳng thuộc bài nào, để thử giọng, để xếp vào đội hình, để đưa vào nhóm nọ nhóm kia, để ấy. Đó là phổ biến nhất của bây giờ hiện tại. Số lượng bài hát thiếu nhi thì cũng rất là ít. Hội nhạc sĩ cũng đã phát động sáng tác và cũng đã có những cái tiêu chí cũng như yêu cầu đối với các nhạc sĩ là quan tâm đến mảng âm nhạc thiếu nhi. Hiện nay Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng mình thấy rằng là cũng có rất nhiều cuộc phát động như thế. Thế thì cách đây vào năm 2006 là cũng có một cái cuộc phát động sáng tác về giai điệu tuổi thần tiên, viết như thế. Mình có được một bài do cái Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Quan giáo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và báo Thiếu niên Nhi đồng cũng đã viết như cái hồi đó rất là rầm rộ, được rất nhiều bài là phát động. Thế thì mình cũng được một cái giải, gọi là giải với tác phẩm là Nghĩ về lửa, và cũng đã được thu đĩa và thiếu nhi Ba Đình hát. Thế hiện tại bây giờ bài hát về thiếu nhi không phải là mà cái mảng thiếu nhi bây giờ viết như thế nào đó, các nhạc sĩ cũng đang chăn trở. Mình cảm giác rằng là sau cái phát động của tất cả các cái cơ quan báo chí, rồi các cái cơ quan về truyền thông, rồi các cơ quan chuyên môn, thì các nhạc sĩ chắc chắn là sẽ trong một thời gian không ngắn, không xa nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều bài hát thiếu nhi ra đời mang một cái hơi thở rất mới. Vì cái xã hội bây giờ nó hội nhập, cái tính tiết tấu rồi thì là cái tính hiện đại, nhưng vẫn mang được cái âm hưởng, một cái kỹ thuật về chuyên môn. Chứ bây giờ các bạn thấy rằng là trên đài truyền hình, trong các cuộc thi, nhất là ở các tỉnh phía Nam, các cuộc thi hát, thi giọng hát Việt nhí, đúng không ạ? Không phải các nhạc sĩ không xem, không có bài hát thiếu nhi. Khoảng âm của bài của các cháu hát nó rất xa, mà bài hát nó rất già, biểu diễn thì rất già. Nếu nhìn mặc trên sân khấu và nhìn thấy các con mặc như thế, các con hát như thế, gào thét lên như thế để thể hiện cái kỹ thuật của mình, cái kỹ thuật thanh nhạc của mình mà các thầy cô, các huấn luyện viên đã huấn luyện viên. Thế thì tất cả những cái đó nó vẫn diễn ra,
và cũng không ai có thể ngăn chặn được cái điều đó, mà xã hội đang phải thừa nhận điều đó. Cho nên rằng mình nghĩ rằng là trong tương lai và những ngày sắp tới, những thời gian tới, chắc chắn sẽ có những cái bài hát thiếu nhi được viết cho các em. Và hiện nay Bộ Giáo dục cũng đang đã có cải cách cách đây khoảng gần một tuần. Mình có ngồi với nhạc sĩ Hoàng Long là người chủ biên của cái âm nhạc thiếu nhi viết cho nhà trường. Thì hiện nay đã tới có bài hát lớp 1, lớp 2 và đang làm cái sách giáo khoa lớp 6 về cái âm nhạc, nó thay đổi toàn bộ về cái cách dạy nhạc trong trường phổ thông, tiểu học. Và ngày mai đã hướng tới tới cả cái cấp 3 để mình theo những cái nền giáo dục chung của quốc tế đấy, mình đang học theo người ta, tức là nghiên cứu và xem kể cả cách giảng bài cái giáo cụ trực quan và cách nó sinh động, nó khác hoàn toàn. Anh Hoàng Long, nhạc sĩ Hoàng Long có đưa cho mình xem mấy cái quyển vừa biên tập xong thì thấy rằng là rất hay, và các nhạc sĩ đó cũng vẫn phải sử dụng lại những cái bài mẫu của các cái bài hát hay của ngày xưa, của các nhạc sĩ ngày xưa để trong sách, nó gần như là kinh điển và đấy, chứ không thể bỏ qua được. Thế cho nên bây giờ giữa cái mới thì phải kế thừa cái cũ và phát triển. Thế mình nghĩ rằng là chắc chắn trong thời tương lai, mà kể cả các em học sinh thiếu nhi của Cao Bằng cũng thế thôi, các cái bài hát bây giờ các em muốn hát thì vẫn hát chung những bài hát của đất nước thôi, của thiếu nhi chung thôi. Thế giờ ai có thể viết riêng ra được, đến viết bài hát người lớn còn khó. Cho nên là trong cái tổng thể này thì mình nghĩ rằng là mỗi một tác giả, một nhạc sĩ làm âm nhạc thì có lưu ý và có đầu tư thì chắc chắn là sẽ có những cái tác phẩm mới ra đời và đáp ứng phần nào thôi được đối với cái sự nghiệp và phát triển âm nhạc và giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông cũng như ngoại khóa đối với các thế hệ thanh thiếu nhi của chúng ta hôm nay. Khi mà nghe những bài nhạc thiếu nhi bây giờ ấy, thì cái ca từ của nó rất là nghe thì dài dòng đấy, nhưng mà thực ra là ý nghĩa nó không nhiều đâu. Đúng. Mặc dù ngày xưa các bác viết từ rất là đơn giản, nhưng mà tại sao nó lại sâu sắc đến thế, và trẻ con nó lại dễ nhớ, dễ cả nhớ về giai điệu. Một bài hát có thể chỉ là 4 dòng thôi, 4 dòng, mỗi dòng 4 từ thôi, nhưng mà nó lại thành một bài hát và cứ đi đâu cũng cả bố, cả mẹ, cả ông, cả bà đều hát theo và rất là dễ. Nhưng bây giờ lại sao lại các sĩ, không biết là có phải là thể hiện rằng là mình có cái sự đầu tư, mình giỏi hay không mà cái lời nó lại phải dài đến như thế. Tại sao là cái hát bài hát thiếu nhi mà lời lại phải dài và cái khó nhớ đến như thế? À, bây giờ mình nghĩ thế này, tức là thực tế ra ấy, là những cái bài hát thiếu nhi của cái những năm trước thì thế này, cái lời ca cũng như cái âm nhạc nó cũng rất là đơn giản, cái cấu trúc và nó cũng rất là dễ hiểu. Đấy, cái tiết tấu của nó cũng không khó lắm và các em bắt chước được ngay và các em cũng hát để vỗ tay, hát để múa tập thể. Thì bây giờ hiện nay thế này, cái ca khúc thiếu nhi nhưng ca khúc nghệ thuật, bây giờ mình phải tính này, ca khúc thiếu nhi nó thuộc về ca khúc nghệ thuật thì nó phải cao hơn cái ca khúc mà quần chúng, cũng như bài hát quần chúng và bài hát ca khúc nghệ thuật của người lớn, nghệ thuật nó phải cao hơn. Thế bây giờ anh cứ viết nó rất là đơn giản thì nó chỉ có để cho thí dụ viết cho múa hát tập thể thì nó phải rất là vuông vắn, rồi thì hát thì vỗ tay, lời ca phải giản dị dễ hiểu, ngôn ngữ ca từ này phải đảm bảo. Thế còn về ca khúc nghệ thuật của thiếu nhi hiện nay cũng để dành cho những cái đơn ca và những em được đào tạo, được thể hiện, chứ nếu nó vẫn bảo nó hát những bài đơn giản nó không hát, nó không khoe được cái giọng của nó. Nhưng đôi khi do ảnh hưởng của các cái nền âm nhạc và những cái tiết tấu, những cái hiện đại của rất nhiều dòng trên thế giới người ta nghe, và các kể cả mọi người trong cái trực quan người ta nghe, cái tính tiết tấu hiện đại và hiện nay người ta quá lạm dụng về bộ điện tử, tức là cái đàn óc rồi tất cả này khác, và bây giờ các bạn thấy rằng là rất ít có những cái hòa tấu và những cái đệm có đủ ban nhạc như những cái đàn như ngày xưa. Thí dụ như là nếu đánh dùng những cái đó thì cái sự chi phí cho những cái thu thanh cũng như là cái đó nó rất là khó, nó rất là khó khăn trong vấn đề này nọ. Thế còn người ta dùng luôn một cái óc, người ta cứ làm đánh vèo một cái là xong. Thế và người ta lạm dụng quá nhiều về điện tử. Thế thì, và đã là điện tử thì nó không thể nào nó mềm mại, nó uyển chuyển theo cái kiểu đấy, thì nó không bốc. Mà ngày xưa thì các nhạc sĩ làm nhạc có phức tạp quá không ạ? Những cái bài hát đó ạ? Các cái bài hát ngày xưa, bây giờ các bạn thấy rằng là trong cái giai điệu tự hào nhá, trong cái trên truyền hình có phát cái giai điệu tự hào, kể cả các bài hát thiếu nhi cũng như bài hát người lớn, khi người ta phát ra nguyên tác là cũ là như thế này, giai điệu tự hào có những khi người ta làm mới đi,
người ta thay lại toàn bộ phần đệm, thay lại hòa thanh đấy, và thay lại cách biểu diễn, cách trình bày tác phẩm. Có những bài rất hiệu quả, rất hay, và nó đáp ứng được với xu thế bây giờ. Chúng ta cũng như ngày xưa, tức là bây giờ anh cứ đánh như máy chữ, bây giờ người ta vi tính công nghệ nó khác rồi, anh không thể như thế được, nó sẽ phát triển theo cái lộ trình đi lên như thế. Thế thì bây giờ thế này, mình nghĩ như thế này, dù hiện đại, dù như thế nào chăng nữa, đấy là trong cái nghĩ, nhưng cái hiệu quả nhất là vẫn đến được các em, đến được cái thế hệ trẻ. Nếu bài hát mà đưa ra bây giờ, các em nó đang thích cái chất tiết tấu, nó không thích cái mềm mại uyển chuyển, nó là chìm lắng, nó không thích, là nó không hát. Anh cứ bắt nó cũng không tập. Theo cháu thì tác phẩm của các nhạc sĩ bây giờ là định hướng cho cái gu âm nhạc cho các bạn nhỏ, nghĩa là các bạn đấy có thích những cái bài hát như thế. Bây giờ nên chăng là chúng ta trong các cuộc thi chúng ta nên chia ra hai phần là các bài hát là như ông nói là cái độ phổ cập lớn ấy, phổ độ cao cho là quần chúng cùng hát ấy, ba mẹ cùng hát, con cùng hát, nhảy múa trong gia đình, là những cái bài hát nó phải dễ hiểu đơn giản. Còn những cái bài hát dự thi thì nó sẽ khó hơn một chút, nhưng không có nghĩa là làm già các em quá. Đôi khi là cháu thấy là nó không hề đúng lứa tuổi một chút nào. Các cuộc họp, cuộc hội thảo nên chăng là phải đưa cái vấn đề này ra để các nhạc sĩ trẻ hiện nay nhìn nhận đúng về cái vấn đề là sáng tác các ca khúc thiếu nhi hiện tại. Đúng thế, mình thấy thế này, tức là phải cả xã hội cùng làm, phải đồng bộ. Thí dụ bây giờ thế này, cái truyền hình người ta là độc quyền riêng, anh không có, người ta vẫn làm, anh bên anh chuyên môn anh không thể nào mà có thể. Thí dụ người ta đặt bài truyền hình, người bảo tôi muốn đưa cái này lên theo cái lô bài hát và cái lô chương trình như thế này, thì anh chuyên môn, anh vì anh kỹ thuật và anh chuyên môn anh không quản được ai. Cho nên phải cả xã hội cùng có trách nhiệm với cái việc này. Đây là một việc rất khó, nó đã bị trôi đi rất nhiều khoảng thời gian rồi. Thế bây giờ chỉ có cái điều rằng là bây giờ anh không thể ngăn cấm các cái bài hát này nó vang lên được, mà các cháu nó hát được. Thế bây giờ thế này, cái chính này, các cái tác phẩm mới cho thiếu nhi bây giờ, các nhạc sĩ sẽ cố gắng và sau này sẽ suy nghĩ năng động để tiếp cận và để đưa các em yêu thích, dần dần yêu thích một cách tự nguyện. Bây giờ bạn thích hát một bài tự nguyện, là bạn vừa sinh hoạt vừa đi đường bạn có thể hát một vài câu, nhưng bây giờ bạn không thích thì tôi đã hát một cái bài gì về tiếng Anh chẳng hạn này khác, thế thì cái đấy không ai ngăn cấm được. Vì còn những cái bài hát như ngày xưa thì mình hát Ba Ngọn Nến Lung Linh đúng không ạ, thì hoặc là bài sinh nhật, hay là bài của nhạc sĩ Hoàng Vân là Em Yêu Trường Em đúng không ạ, nó rất là gần gũi, nó rất là hay, lời ca rất hay, nhưng không phải bây giờ ai cũng có thể viết được cái kiểu như thế. Thế và lại quay lại lối mòn, thì người ta nghĩ như thế, cho nên cái này là một cái vấn đề rất là khó. Rất khó. Vâng ạ. Rất khó. Thế mới thấy thì người ta nói là nhà báo thì là định hướng dư luận, còn nhạc sĩ thì là định hướng cái thị hiếu âm nhạc. Đúng rồi. Nên là cái sự hiểu biết của các nhạc sĩ là rất là quan trọng. Nhạc sĩ cần phải hiểu, nhạc sĩ trẻ hiện nay sáng tác thiếu nhi cần phải hiểu rõ cái vấn đề đó để có thể làm tốt được công tác này. Đó cũng không phải là để mình sáng tác những cái ca khúc mà có dấu ấn cho mình đâu, mà đấy là trách nhiệm với xã hội. Đúng rồi. Trách nhiệm với cả một cái thế hệ, đừng làm hỏng một cái thế hệ vì những cái bài hát đó. Ngày xưa mà có những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, cháu có đọc một cái bài báo người ta phân tích cái lời ca là chú voi con ở bản đôn chưa có ngà nên còn trẻ con, là ông đặt cái tư duy của mình vào cái tư duy của trẻ con để ông viết theo cái cách như thế. Đúng rồi. Nên là cái nghiên cứu về nhạc thiếu nhi nó rất là khó. Phải là ai cũng làm được. Đúng thế, rất khó. Tức là âm nhạc nó phải không phức tạp, ca từ nó phải rất gần gũi, ngôn ngữ nó phải rất là dễ hiểu. Thế trẻ con nó không, nó hát thôi. Thí dụ cái bài như bạn vừa nói về chú voi con ở bản đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một bài hát sống rất lâu với xuyên thời gian. Nếu như người lớn sẽ là vì trẻ con nên chưa có ngà. Đây ông là chưa có ngà nên còn trẻ. Đúng con rồi. Đấy rất là hay. Cái đảo từ nó vẫn đồng nghĩa mà. Nó vẫn đồng nghĩa nhưng nó dí dỏm, nó vui. Đấy là cái tài của nhạc sĩ Phạm Tuyên, là một trong những người viết mấy 200 ca khúc cho thiếu nhi. Và bài nào cũng rất là ấn tượng, hay. Nó tức là cái số lượng và cái yêu cầu của xã hội bây giờ nó đòi hỏi bắt buộc mình nghĩ rằng các nhạc sĩ sẽ có suy nghĩ. Có nhiều nhạc sĩ chỉ có viết cho nhạc phim, có những thế nhạc sĩ chỉ cứ viết ca khúc người lớn. Có những nhạc sĩ là chuyên thiếu nhi, có những nhạc sĩ là cả thiếu nhi người lớn. Thế bây giờ cái gu của các nhạc sĩ là cái gì thì các anh chị cần phải tự người ta sẽ có những cái sắp xếp bố trí và viết ra những cái tác phẩm như thế, thì chắc chắn mà tác phẩm viết thì nó phải có cái sự xúc động chứ không bị ép buộc một cái gì đó thì
thì là nó sẽ nó không thanh thoát và nó không tới được một cái mà cần như thế. Và câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ thì cũng khá là buồn về cái nền âm nhạc thiếu nhi hiện nay, khi mà còn chưa có những ca khúc xứng tầm với những ca khúc mà của các nhạc sĩ tiền bối đấy ạ, các ca khúc mà đã đình đám rồi. Cũng hơi buồn một chút khi mà còn thiếu những cái ca khúc mới. Thế nhưng chúng ta cũng phải hy vọng về một cái nền âm nhạc thiếu nhi mới. Chúng ta không thể nhìn một khía cạnh được, đúng không ạ? Sẽ có những cái nhạc sĩ có tâm và nhạc sĩ có tài. Hy vọng rằng là trong những cái buổi sinh hoạt, những cái buổi hội thảo thì sẽ Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ đưa cái vấn đề này ra để cùng bàn luận, cùng thảo luận và định hướng cho những nhạc sĩ trẻ sẽ có một cái nhìn đúng đắn về nhạc thiếu nhi. Và cũng như những người tâm huyết như nhạc sĩ Hoàng Trọng đây thì sẽ tới đây thì sẽ có thể là có những cái ca khúc mới về thiếu nhi dành tặng cho các bạn nhỏ. Vâng, xin cảm ơn bạn và chắc chắn hy vọng rằng là các nhạc sĩ trong toàn quốc chắc chắn là sẽ có những cái sự đầu tư, suy nghĩ và nghiên cứu để viết thêm cho thiếu nhi. Đây là một cái mảng mà cũng đang rất là cần thiết cái nền âm nhạc chung của nước nhà. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn ông ạ.